nay thức đang bỏ uống, thì xin mời tất cả quý thầy cô các bác anh chị các bạn cùng đồng lòng đồng tâm hiệp ý giơ một cánh tay phải. Ai không giơ một cánh tay phải trong nghi thức tục lệ này nghĩa là người đó đang có vấn đề. Bây giờ ta đi heo quan họ bơ chỗ này nếu sao nó tôi vẫn chưa hộp rồi thôi em có nên là tôi tập lên đây rất hiu hỡi thần linh. Trong đêm hôm nay, người con lang nhang vui mừng tiếp đón những vị khách quý. Trong nghi thức tục lệ khai mạc ấm thực này, sức thần linh ban cho người con muốn làm để tiếp vui mừng tiếp đón những vị khách quý. Được thưởng thức ấm thực này, đừng xảy ra điều gì. Trong tục lệ này, tất cả quý vị đã giơ một cánh tay phải theo đồng tâm hiệp ý này. Quý vị đã vô tình bị dính bùa của quân lạc rồi. Bùa này sẽ giữ lan quanh trên bản làng không đi đâu nữa. Ai muốn giải bùa chỉ cần đến bên chế sự cần giải bùa càng nhiều càng tốt. Đó là cách giải bùa duy nhất. Thế này chắc muốn dính bùa luôn hay sao mà vẫn còn giơ tay vậy? Hãy dành một tràng pháo tay cho vị trưởng đoàn của chúng ta. Xin mời vị trưởng đoàn cúi xuống để các cô sư nữ hướng dẫn tôi về cám cần. Khi cám cần đến nhân liệu thì các cô sư nữ sẽ cầm ống cần và thử trước vì ống cần rõ hút lên nước đầu tiên chắc chắn nước ngọt sẽ đi vào ống cần. Và điều thứ hai, các cô sư nữ chứng minh tâm của mình cũng trước để biết mùi vị ấm thực đáng hoặc cay hoặc hoặc chua. Và điều thứ ba, quý vị e ngại trong mình dùng cần có bùa có độc thì cứ để cho các cô gái của buôn làng uống trước để chết trước, chúng ta uống sau từ từ chết chung với nhau nhé. Không có ai cười mà đi pháo tay nữa hả? Và xin chân thành cảm ơn, nói vui nói đùa. Và sau đây kính mong vị trưởng đoàn của chúng ta hãy bước binh siêu cân và chân thành kính mời những vị đại diện của chúng ta và nhiệt tình nhiệt tâm thưởng thức với tấm lòng đất sơ mộng mạc của các chàng trai cô gái buôn làng. Sau đây ông vang tiếng tre thế nữa luôn vang trong không gian văn hóa nền văn hóa của người Tây Nguyên. Ông vang tiếng tre, tiếng nứa, tiếng cồng, tiếng chiêng, mấy giai điệu chào mừng chào đón.